Rồi, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của Hiển. Hôm nay Hiển qua bên cụ La An Bình nha. Nè, hôm nay quay cái con iPhone 8 Plus, biết không, không có rõ đâu nghe. Mình coi đỡ nha, bữa nay cho con bé theo cái thuốc cho con chú. Nè, các bạn xem nè, thấy không? Cái đầu ngồng nó vậy nè, ha. Đó, nó ra bông gì nó đứng luôn nè. Đây là do thời tiết nha. Thì bây giờ Hiển qua đây, Hiển đem thuốc qua, Hiển pha, Hiển xịt cho chú luôn. Thuốc tốt không bằng cái người xịt nha. Thuốc tốt rồi thì người phải xịt tốt đó nghe. Chứ còn người mà không xịt tốt, không được chuẩn đó là không ấy nha. Còn cái giường này các bạn xem nè, thấy không? Đây là cái giường của ông chú, nó chưa có gông tàn tạo tán chân nha. Thì nhấn đánh nha, tại vì chú đang khó khăn thì mình phải đánh nha. Nè các bạn xem nè, đầu nó mở hết trơn nè, thấy không? Mà nay hai mấy ngày rồi. Chứ cái với lại giường này là chú đã đổ hết một lần không ra nha. Dạ, bơm nước đi. Quỷ đâu? Xịt máy nén mà. Bơm vô phi. Không không không, ông đổ phút, ông bơm nước vô phi đi, người ta chỉnh mát nó ông ơi. Chỉnh mát xong rồi mới đầu ấy được. Ông bơm nước vô phi đi, nghe lại bơm phi giùm đi. Này bông nè. Một số này thì bắt đầu là thời tiết thay đổi rồi, nó sựng nha, lên bông rồi lên lá nha. Thì bây giờ Hiển qua Hiển xử lý cái lá này cho nó gớt luôn rồi bắt đầu nó lên bông lại nha. Bây giờ vô chương trình pha thuốc các bạn nha. Rồi bây giờ cấp cứu gồm có những cái thứ gì các bạn nha. Nè. Nha. Nè. 1 2 3 4 5 6 7. Này sữa thái, cái này là rong biển, Hiển tự ủ nha. Cái này là canxi bo. Cái này là bột magie. Cái này là cái chất này là Hiển không có nói nha, để các bạn tìm mua không có, tụi bạn bà là xịt chất tất lớt nha. Cái này cũng vậy nha. Nha, cái này là do Hiển cung cấp thôi chứ không ấy, Hiển không có bố thức nha. Đừng có hỏi gì tùm tùm lum nha. Phải pha vậy mà chọn luôn đó. Bây giờ thì Hiển cũng phun rồi nha. Rồi vô liền. Thì bây giờ cái gì là khán giả nha. Nè. Nè. Đó, về cái bị không khí lạnh nó chở vô một cái. Chập mưa một cái nữa rồi không có nắng luôn ha. Thì những trường hợp vậy thì thường thường á là nó sẽ bị đứng bông lại nha, chứ nó không phải là nó đứng đông, đứng thì nghe các bạn. Nhưng mà thường thường nông dân ở cái thời điểm này đa số là chịu thua nha. Nè, không phải đứng đâu, lên vòng vẫn đứng nha. Các bạn phải nghĩ gì nè, hiện còn bệnh nha. Thì bây giờ á, là lên vậy nè. Thì cái cây á, khi nó mang bông á, mà thời tiết bất lợi á, thì thường thường hai năm cú đông ha. Thì mình cho cái chất để mà cho cây nó thức cây nó dậy ha. Chứ không cái ngủ đông, nó ngủ đông là tất cả mọi thứ là đều dừng hết. Đây nè. Đó, thấy không? Có những cái bông á, mà nó ra vào thời điểm á, mà không có bị thời tiết đó là nó ra êm lắm. Còn những cái bông nào mà nó ra đúng thời điểm á, là nó thuận lại ha. Ở đây là bị toàn vườn nha, nên Hiển chỉnh lại ha. Cái bài đó là cái bài của anh mấy anh em bên Thái hướng dẫn nha, Hiển bắt chước theo thôi. Nhưng mà chung quy thì bạn bên Thái mình á, thì anh ta cho mình công thức mình làm cái công thức thôi nha, rồi chất luôn nha, cái mà cái gốc á rồi Hiển tự mua, Hiển tự làm, chứ mình không có nhập từ thuốc từ Thái về, mà nhập thuốc từ Thái về luôn á thì mình nói trên cơ bản thôi, là trên lệch về cái đồng tiền không là mình mua không nổi rồi. Thường thường á, là 1.000 lít ở bên Thái họ xịt luôn á, là khoảng là 950 bạc, gần 1.000 bạc rồi. Thì bạn nghĩ đi, xịt có 1.000 lít đó mà các bạn mua tới mấy triệu bạc rồi, thì gì nổi thì đó các bạn. Mà trong khi đó 1.000 lít của mình chỉ có vài trăm ngàn thôi là cũng gì. Nên thành ra là mình khác xa nhau về vấn đề trên lệch nhau, vấn đề về đồng tiền nên mình mua không nổi các bạn ha. Nè, Hiển quay ngược ánh sáng nha. Hiển phun rồi luôn nha, không bắt mưa nha. Bữa nay Hiển chọn cái ngày Hiển phun luôn. Nên làm như vườn của chú, ổng không bắt mưa. Ổng phun bắt mưa hoài à. Hiển phun nó bắt mưa. Nè, trong tình trạng này mà Hiển còn cứu được nha. Nè, ha. Bông, lá luôn nha. Đó. Thì như vậy thì Hiển quýnh cho cái lá đó, nó sẽ giữ cái lá đứng dậy hoặc nó rụng luôn. Rồi sau đó nó bông lại nha. Đó. Rồi, Hiển vô nhà Hiển uống chạy chú xong Hiển về đây. Giờ này Hiển xịt dùm cho hai phiên 500 lít nước rồi. Giờ này Hiển về Hiển mệt rồi.
Nhưng còn bệnh nha. Cái này nhưng dầm mưa bệnh. Ho xuống mũi thấy bà luôn. Thôi. Cảm ơn khán giả theo dõi khán giả nha.